Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Để chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện Đêm Ngoài Nghĩa Địa của tác giả Phi Khanh Đào. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất hay Đêm Ngoài Nghĩa Địa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng sấm nổ dài báo hiệu cho một cơn mưa to mùa hè sắp tới. Bên trong cái quán thịt chó duy nhất của làng Tam Phú, có ba thằng thanh niên du thủ du thực. Năm nay sắp bước sang tuổi 30, đang ngồi chén chú chén anh với nhau. Ba thằng thanh niên đó lần lượt là Miên, Trường và Tường. Gọi là ba thằng du thủ du thực thì cũng không đúng lắm. Bởi vì trong số này Tường là thằng chăm chỉ làm việc kiếm tiền hơn. Tường là đứa con duy nhất của bà Lam, người đàn bà cùng khổ trong cái làng Tam Phú này. Có lẽ vì vậy mà Tường ý thức được mình phải làm sao cho mẹ của mình bớt khổ. Thế nhưng cái tật ham vui nhậu nhẹt và lý do Tường có mặt trong quán thịt chó hôm nay. Từ nhỏ đến giờ thì Tường cũng chỉ có hai thằng bạn thân thiết, tên là Miên và Trường mà thôi. Nên thỉnh thoảng cứ mỗi buổi chiều, khi đi làm về đường hai thằng bạn rủ đi nhậu, thì Tường ít khi từ chối. Mặc dù trong lòng có chút lăn tăn, Tường làm đủ mọi thứ việc chân tay, như là bốc vác, trồng cây, xới cỏ, chăn bò, cho đến thợ hồ. Nói chung là ai thuê việc gì thì Tường làm việc đó. Tường không ngại bất cứ một việc gì. Cho một đĩa tổng hợp nha, với 6 cái chân chó nướng đi bác chủ ơi. Tiếng của thằng Trường gọi món ông ổng vang lên giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông trong quán. Gọi món xong, Trường tiếp tục nói với hai thằng bạn. Hôm nay không say không về nhá hai thằng. Cùng mấy ngày rồi không được tí rượu nào vào trong người. Không biết hai thằng mày thế nào, chứ tao lâu lâu mà không có tí rượu nào á thì nó bứt rất khó chịu lắm. Cứ thế nhạt mồm nhạt miệng ăn chả ngon. Người nó chả có tí hứng thú nào để mà làm việc cả. Nghe thấy vậy, Tường liền đáp. Thôi đi ông cảnh, ai chả biết bọn mày lười chảy thay. Đã hay ăn lười làm lại còn bày đặt hứng với trả thú. Mà tao bảo thật chúng mày nhá, cứ đi làm như tao đây này, tuy có vất vả nhưng mà cũng có đồng ra đồng vào cũng đỡ. Tao nói thật hai thằng chúng mày đừng có giận. Chúng mày nên bỏ quét cái trò trộm vặt ấy đi. Cả què ăn quần cối xay mãi không có được đâu. Người ta nuôi mãi mới được con chó con gà, là bị chúng mày nẫng mất ai mà chả tức. Có ngày người ta bắt được người ta đánh cho què chân què tay chứ chả chơi. Mà có khi còn vong mạng chứ chả đùa. Nghe Tường nói như vậy, Miên liền phản bác. Bọn ta cũng biết là như vậy, thế nhưng mà hình như cái tật ăn cắp nó ngấm vào máu rồi sao đâu mày. Nhiều lúc tao với thằng Trường đi ở ngoài đường đó, chỉ thấy con chó con gà, bệnh nghề nghiệp nó lại thôi thúc. Mặc dù bọn ta đã thống nhất là sẽ bơ nó đi, nhưng mà cứ nghĩ chiều sẽ có rượu thịt chó làm. Bọn tao ăn cắp của người ta ở tận đầu tận đâu, chứ có ăn cắp ở dân làng mình đâu mà mày lo. Tường nghe vậy thì liền gắt. Bất kể là bọn mày ăn cắp của ai ta không cần biết, nhưng mà ăn cắp thì vẫn là ăn cắp. Chứ mày còn may là chưa bị người ta bắt được đấy, chứ không thì cũng to chuyện, mặc dù chỉ là ăn cắp vặt thôi. Cả ba thằng đang nói chuyện thì ông chủ quán bê đồ ra gần tới bàn nhậu của ba thằng. Ông đon đả nói: đây, đồ ăn của quý khách đây. Xin lỗi vì để quý vị đợi lâu. Chờ cho chủ quán bày biển xong xuôi, Tường liền nói: cảm ơn ông chủ. Rồi quay qua nói với hai thằng bạn: bất kỳ ai làm việc gì cũng đều có lý do, nhất là những đứa như bọn mày. Mà thôi, tập trung vào đây đi, đồ ăn đang nóng, nào cạn đi. Thế là cả ba thằng cùng nâng ly cùng chén với nhau. Ba thằng đang bù khú với nhau thì cơn mưa lớn kèm theo những tiếng sấm nổ vang trời kéo tới. Thế vậy Tường nghệt ra làm cho hai thằng bạn thắc mắc liền hỏi: mày sao vậy Tường? Tường liền trả lời: mưa như chút nước thế này tao lo cho mẹ tao quá. Nhà tao thì cũ nát, mái lại còn bị dột. Mưa to thế này tao sợ sẽ không đỡ được mất. Không biết mẹ tao ở nhà có xoay sở nổi không. Có lẽ tao phải về thôi. Nghe vậy Miên liền nói: cứ ngồi uống đi chắc không sao đâu. Mưa to thế này mày về có mà ướt.
Và lại nó chỉ là mưa thôi chứ có gió lốc gì đâu mà mày sợ. Trường liền ngăn cản Miên. Thôi cứ để cho nó về đi. Mày cũng biết tuy nó chơi thân với bọn mình, nhưng mà tính nó cũng rất khác mà. Nó là thằng biết lo biết nghĩ, chỉ giống bọn mình mỗi cái tật là thích rượu thịt chó thôi. Cứ giữ nó ở lại nó cũng không có tâm trạng nào mà uống đâu, chỉ bằng cứ để cho nó về thì hơn. Nhưng mà Tường này, để tao gọi cho mày bắt bún thịt chó cho mày đem về cho bác Lam nha. Chắc bây giờ mẹ mày cũng chưa có ăn gì đâu. Ờ thế mày gọi cho tao bắt bún đem về cho mẹ. Bữa hôm nay vẫn chưa như mọi khi nhá. Cho mày ăn xong thanh toán tiền, hết bao nhiêu tao trả chúng mày sau. Sở dĩ Tường nói như vậy vì mỗi lần ba thằng đi nhậu với nhau, khi thanh toán thì cả ba cùng chia tiền nhậu với nhau. Nghe Tường nói như vậy, Trường liền trả lời: thôi cứ về đi, bữa nay hai thằng chúng tao mời, mày đừng có khách sáo. Chơi với nhau lâu rồi chẳng nhẽ bọn ta không mời nổi mày một bữa. Tường lấn cấn một lúc rồi bảo: ờ thế ta cảm ơn bọn mày, tao về trước nha. Nói xong Tường liền đứng dậy đi ra bếp nấu để chờ bác chủ làm bún xong thì đem về. Bác chủ quán đưa cho Tường túi bún thịt chó rồi bảo: đang mưa to sao cậu về? Sao không ở lại chờ ngớt mưa rồi về? Dạ cháu có chút việc riêng nên đành phải về thôi. Tiền hai bạn cháu lát thanh toán với chú nhé. Ờ, à cậu đi bộ à? Thế có áo mưa không? Chờ tôi lấy cho cái áo mưa rồi về, không thể lại ướt hết. Nói rồi không chờ cho Tường trả lời, liền đi vào trong nhà lấy cho Tường cái áo mưa. Vì ông biết mỗi lần nhóm của Tường đến đây uống rượu đều đi bộ. Bởi lẽ họ cùng làng với nhau và nhà cách xa quán thịt chó của ông, cũng chính là nhà của Tường chỉ cách đó chưa đầy cây số. Lấy áo mưa xong, ông trở ra đưa cho Tường cái áo rồi bảo: cậu cầm lấy mặc vào đi, nó tuy hơi cũ nhưng còn tốt đấy. Tường đỡ lấy chiếc áo mưa mặc vào rồi ra về, không quên cảm ơn ông chủ quán tốt bụng. Ông chủ quán đứng một lúc nhìn Tường ra về trong mưa gió, sớm chớp mặt thở dài chép miệng: mệnh trời khó cãi, khổ quá thôi con ạ. Mong là thằng bé sẽ được bình an. Không biết câu mệnh trời khó cãi của ông chủ quán ẩn chứa ý gì, nhưng nó giống như lời tiên đoán của một ông thầy bói dành cho Tường lúc này. Và có lẽ nó hợp với Tường trong hoàn cảnh này. Trở lại với Miên và Trường, lúc này khi thấy Tường đã về, Miên liền nói với Trường giọng có vẻ không được vui. Miên nói: sao mày lại bảo là mời nó bữa nay? Liệu có đủ tiền không? Mày cũng biết tao với mày khó khăn lắm mới kiếm được tí tiền đi nhậu. Không phải là tao tiếc hay ki bo đâu. Ngày nào nó cũng đi làm, có thu nhập của nó cũng ổn định hơn là tao với mày. Còn tao với mày thì bữa được bữa cái. Dạo này chó mèo và gà của người ta nhốt hết hay sao đó. Họ hoàn lắm mới trộm được một con. Mày biết thế con gì? Trường trả lời Miên: thì chó mèo người ta bị mất thường xuyên, người ta nhốt lại cũng đúng thôi mà. Cũng còn may là tao với mày chưa bị bắt lần nào, không thì còn nhục nữa. Thằng Tường nó nói đúng đấy. Có khi tao với mày phải thay đổi đi, không thể mãi thế này được đâu. Tao với mày cũng gần 30 rồi còn gì. Còn về bữa nhậu hôm nay á, phần của thằng Tường để tao trả cho nó. Vẫn chia ba như mọi khi, mày trả phần của mày thôi. Miên liền trả lời: thôi cứ chia hai đi, tao với mày mỗi thằng chịu một nửa, không lại bảo tôi tính toán với bạn bè. Trường nghe vậy thì nói: thôi chia ba, tao chịu hai phần mày một. Không phải giấu mày đâu, hôm nay tao cũng xin được một ít của bà già, nên là mày không cần phải lo là không có đủ tiền. Miên liền ngạc nhiên: mày vẫn còn xin tiền được của bố mẹ mày? Tuy nhà tao và nhà mày có khá giả hơn nhà thằng Tường, nhưng mà tao với mày có chịu làm ăn gì đâu, suốt ngày xin xỏ. Giờ tao mà xin là bị ông bà già chửi cho vuốt mặt trả kịp. Trường trả lời: nay là xin thì cũng không có đúng. Hôm nay tao có giúp bà già tao một việc quan trọng nên bà thưởng cho tao thôi. Thôi tập trung uống đi nào. Các cụ nói cấm có sai đâu. Thịt gà ngày gió, thịt chó ngày mưa. Mưa thế này uống rượu thịt chó là nhất đấy. Trường và Miên đang nói chuyện thì bỗng một tia sét sáng lòa, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả quán thịt chó nhốn nháo mất một lúc. Có người trong quán bình phẩm: sét nó đánh gần đây, cho nên tiếng nổ của nó mới lớn và nhanh như vậy đấy. Miên bực quá mà chửi thề: mẹ kiếp, cái quái gì vậy, làm giật cả mình.
Mì nói xong rồi quay lại trường, và cả hai lại chén chú chén anh. Đến gần khuya, khi mà cả quán đã giao về hết, chủ quán ra nhắc nhở là quán đến giờ đóng cửa. Hai thằng mới ngất ngừng đứng dậy, chân Nam đã chân chiêu rủ nhau ra về, mà quên không trả tiền cho bác chủ. Thế vậy bác chủ quán liền gọi: "Ê, ê, hai cậu thanh toán tiền cho tôi chứ." Miên lè nhà nói: "Ghi sổ nợ đi lão ơi, nợ có hôm gì ghê thế." Trường thấy Miên đang ngà ngà say ăn nói không được tử tế thì liền nói: "Mày đứng đây chờ tao, tao quay vào trả tiền cho bác ấy." Nói rồi Trường quay lại trả tiền cho bác chủ quán rồi bảo: "Cháu xin lỗi, say quá nên bọn cháu quên mất, cứ như vậy về thôi, tiền đây cháu gửi bác." Bác chủ quán nhận tiền không quên cảm ơn Trường và mời nhóm của Trường lần sau lại đến ủng hộ. Ra đóng cửa quán, nhìn bóng của Miên và Trường dần khuất sau ánh điện, bác chủ vẫn còn nghe tiếng của Miên đang hát: "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay." Bác chủ mỉm cười rồi đóng cửa quay vào nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Miên còn đang ngủ và bố mẹ của hắn đã đi làm, thì bỗng nhiên có một tiếng gọi thất thanh: "Miên ơi, Miên ơi, dậy chưa Miên ơi? Thằng Tường nó chết rồi." Đó chính là giọng của Trường. Vừa gọi Trường vừa lay người của Miên. Nghe thấy vậy, Miên nheo cặp mắt đỏ hoe cay xè vì thiếu ngủ nhìn Tường. Miên hốt hoảng hỏi: Mày nói cái gì? Thằng Tường nó chết rồi." Miên vội vàng ngồi dậy rồi hỏi: "Mày nói cái gì? Ai bảo mày? Nó vừa mới ngồi uống rượu cùng bọn mình tối qua, sao lại chết?" Trường liền trả lời: Mẹ tao bảo là sáng sớm nay có người đi làm qua đoạn đường về nhà nó, thì cái xác của nó cháy đen nằm co quắp ở trên đường đấy. Hình như là bị sét đánh. Trên tay của nó vẫn còn móc vào cái túi bún thịt chó. Bà ấy sợ quá mới vứt cả cái cuốc đang vác ở trên vai chạy về, để gọi mọi người ra xem. Thì ra là thằng Tường. Mọi người liền đưa nó về nhà rồi thông báo cho tất cả mọi người trong làng. Khổ thân nó quá." Miên nghe vậy thì hỏi: "Thế tại sao nó bị sét đánh từ tối qua, bây giờ mọi người mới biết?" Trường liền đáp: "Thì mày cũng biết là đoạn đường đó chỉ có duy nhất nhà nó thôi mà. Ban ngày thì còn có người đi làm hay là đi qua, ban đêm làm gì có ai ra ngoài đó, ngoài thằng Tường. Và lại tối hôm qua mưa to như vậy. Thôi mày dậy chuẩn bị đi, nhanh lên tao với mày qua nhà đó xem thế nào." Chờ Miên chuẩn bị xong xuôi, cả hai thằng cùng kéo nhau sang nhà của Tường. Vừa sang đến cổng đã thấy có khá nhiều người đến để giúp bà Lam dọn dẹp, chuẩn bị tang lễ cho Tường. Trong nhà, tiếng của bà Lam vừa gào khóc vừa gọi tên của con. Bà lao lại ôm thi thể của Tường: "Tường ơi, dậy đi mua cho mẹ bát cháo, mẹ đói rồi con ơi. Sao con lại nằm bất động như thế? Ông trời ơi, sao không đánh chết tôi đi, để cho con tôi được sống. Nó là đứa con hiếu thảo, tại sao ông bắt nó đi? Con ơi, sao tôi lại khổ thế này?" Cái dáng người nhỏ gầy vốn đã xanh xao vì bệnh tật, thế nay lại càng tiểu tụy sơ xác hơn, khi phải chứng kiến đứa con trai bé bỏng duy nhất của bà đang nằm co quắp lạnh lẽo trên chiếc giường cũ kỹ trong nhà. Người đàn bà cùng khổ ấy dường như muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào. Mấy bà hàng xóm thấy vậy lao lại đỡ lấy bà Lam, có người ôm lấy bà Lam như để chia sẻ bớt nỗi đau mất con của bà. Họ cũng đang sụt sùi nước mắt mà chẳng biết nên nói câu gì để an ủi người mẹ đang gào khản cả cổ bên đứa con trai xấu số. Có thể nói cuộc đời của bà đúng là khổ tận cam lai. Từ nhỏ đến giờ chưa có ngày nào bà được sống sung sướng. Bên ngoài mấy người nữa đang nói chuyện với nhau, họ cùng nhớ lại cái ngày mà bà Lam đến làng Tam Phú này xin nhờ được tá túc và nhận được sự cưu mang của mọi người trong làng. Ngày đó cách đây cũng đã gần 30 năm, bà Lam về lầm lỡ chót dại với một người đàn ông bà yêu, và khi biết bà mang thai thì gã quất ngựa truy phong, bỏ lại bà với cái bụng bầu 5 tháng. Bà về kể hết mọi chuyện với bố mẹ của bà. Nào ngờ bố mẹ bà không những không thương, lại còn đuổi cổ bà ra khỏi nhà và tuyên bố từ mặt không nhận bà là con. Bà lang thang mất mấy ngày và cuối cùng đến được làng Tam Phú và được người dân nơi đây cưu mang dựng cho bà cái nhà tạm để lấy chỗ chui ra chui vào, giải quyết khó khăn trước mắt.
4 tháng sau bà sinh ra một đứa con trai, bà đặt tên cho nó là Tường. Người dân nơi đây ai cũng mừng cho bà. Người thì cho cái áo, người thì cho chục trứng, người thì cho con gà. Có thể nói người dân nơi đây đã sinh ra bà lần thứ hai. Tiếng gào khóc của bà Lam bất chợt cắt ngang dòng hồi tưởng của mọi người. Thật là khổ thân con tôi. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa một ngày nào nó được sung sướng. Bé thì cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Lớn lên ngày nào vất vả bươn trải kiếm sống nuôi hai mẹ con. Ngày nắng thì đi làm thuê cuốc mướn. Ngày mưa đi bắt tép bắt cua cũng chỉ mong hai mẹ con có được bữa cơm qua ngày. Nhưng con là đứa con ngoan hiểu chuyện. Chỉ khi nào mẹ thấy con than thân trách phận. Lúc nào con cũng lo lắng sức khỏe của mẹ già bệnh tật. Mẹ thật có lỗi với con đó con ơi. Cuộc đời bất hạnh của người đàn bà này tưởng như đất được bền bù bằng đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thảo. Ấy vậy mà giờ đây mọi người lại phải chứng kiến người đầu bạc tiễn cả đầu xanh. Còn có nỗi đau nào lớn hơn như vậy? Rồi quãng đời đau khổ còn lại của bà sẽ ra sao? Tiếng khóc xé lòng của người mẹ già đau khổ lại vang lên. Tường ơi! Mẹ đặt tên cho con là Tường, mong sau này con sẽ được như bức tường để mẹ tựa vào. Bây giờ con lại bỏ mẹ mà đi. Mẹ biết dựa vào ai đây? Con đã nói với mẹ rằng con sẽ chăm lo cho mẹ. Con sẽ đi làm lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ, thay cho mẹ cái mái nhà, cho hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Con ơi! Trong khi mọi người không ai biết phải làm sao để an ủi bà Lam, thì may mắn bác trưởng làng đi tới. Bác tiến đến chỗ của bà Lam, vừa cầm tay của bà, bác vừa nói: xin chị bớt đau buồn, không có khóc nữa, để cháu nó được ra đi thanh thản. Vừa lại chị cũng cần giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho cháu nữa chị ạ. À, mấy bà hàng xóm lúc này cũng lên tiếng: đúng đây chị, cháu nó chẳng may vắn số, chúng tôi cũng thương tiếc lắm. Nhưng thôi, ai sinh ra rồi cũng phải chết, mong chị bớt đau buồn mà giữ gìn sức khỏe, còn ma chay cho cháu nó. Nghe vậy bà Lam bớt gào khóc, chỉ còn sụt sùi nước mắt, và nói với bác trưởng làng và mọi người bằng giọng run rẩy: vâng, chăm sự em nhờ cậy vào bác trưởng làng cùng bà con cô bác. Nhà em chỉ có mỗi hai mẹ con, cháu nó sinh ra là nhờ sự giúp đỡ của dân làng này. Này cháu nó mất đi cũng xin nhờ cậy bác và dân làng lo hậu sự. Mẹ con cháu xin tổ ơn bà con cụ bác. Nói rồi bà liền quỳ sụp xuống lạy tạ mọi người trong làng. Thế vậy mấy bà hàng xóm đang đứng gần liền đỡ bà dậy. Bác trưởng làng liền nói: vậy thì tôi xin đứng ra làm trưởng ban lễ tang, việc mà làng vẫn thường giao cho tôi. Tất cả mọi việc tôi xin chịu trách nhiệm. Trước hết tôi có một số việc muốn bàn với tang chủ. Xin hỏi chị Lam là chi phí lo cho đám tang cho cậu Tường nhà ta thế nào? Chị đã có dự tính gì chưa? Bà Lam trả lời bằng một giọng run rẩy, dường như bà vẫn chưa hết xúc động. Bà nói: dạ thưa, cả nhà tôi bây giờ chỉ còn đúng 5 triệu thôi. Đây là số tiền cháu Tường nó đưa cho tôi giữ tiết kiệm, sau này còn thay cái mái nhà đang bị dột nát. Bác trưởng làng liền hỏi: cả nhà chỉ còn 5 triệu thôi sao? Vâng, cháu Tường nhà tôi nó cũng chăm chỉ đi làm lắm, nhưng khổ nỗi là do tôi ốm đau quanh năm, bao nhiêu tiền cháu nó đi làm về phải lo thuốc thang chữa bệnh. Tôi thật là vô dụng mà, đã không cho cháu nó được cuộc sống đầy đủ lại còn trở thành gánh nặng cho cháu. Bác trưởng làng liền đáp: xin chị đừng nói như vậy, không ai muốn như vậy nên chị đừng có dằn vặt nữa. Tôi tính thế này, về 5 triệu chắc chỉ đủ mua cụ áo quan cho cháu Tường, để tôi đi vận động dân làng đóng góp ủng hộ lo đám tang cho cháu. Bà Lam liền ấp úng hỏi: như vậy có làm phiền mọi người quá không? Chị đừng lo, ngày hai mẹ con chị mới đến làng này, không phải mọi người cũng đã giang tay giúp đỡ hai mẹ con chị hết lòng. Có thể nói mẹ con chị cũng như người thân của dân làng này, cho nên chị không cần phải lo gì cả, mọi chuyện cứ để tôi. Sở dĩ bác trưởng làng nói như vậy là vì người dân trong cái làng Tam Phú này có truyền thống rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Hễ nhà ai có khó khăn hay là gặp chuyện, họ sẵn sàng giúp đỡ khi biết chuyện. Nói chuyện với bà Lam xong, bác trưởng làng quay ra chỗ sân,
Đám đông đang đứng và gọi chú Bình lại nói với chú. Chú Bình này, nhà chị Lâm để hoàn cảnh khó khăn lắm, cả làng ta đều biết mà. Cả nhà chị ấy chỉ còn 5 triệu thôi. Số tiền này chỉ đủ để mua áo quan cho cháu Tường. Còn rất nhiều việc cần phải đến tiền, mà bây giờ chả biết xoay sở ở đâu cả. Tôi nhờ chú đi đến từng nhà trong làng vận động, xin giúp đỡ của mọi người. Chú Bình đáp vâng rồi lập tức chạy đi làm nhiệm vụ bác trưởng làng vừa giao. Quay lại đám đông đang đứng chờ để được giao nhiệm vụ, bác trưởng làng liền nói. Xin mọi người hãy tập trung lại đây, để chúng ta bàn việc. Mọi người cũng biết là hoàn cảnh của chị Lam, nên là tôi không có nói nhiều nữa. Bây giờ việc chuẩn bị cho đám tang của cháu Tường là quan trọng nhất. Tôi giao cho bà Hiên này, bà lên danh sách những cái việc cần làm và những thứ cần mua sắm, giao cho những người được làng ta phân công. Nhiệm vụ của ai cần phải đến kinh phí, ở lát nữa gặp tôi sẽ có. Tất cả mọi người được giao nhiệm vụ xong, ai đó đều làm việc của mình. Làng Tam Phú này thành lập riêng ra một tổ chuyên lo ma chay. Mỗi khi nhà nào có đám hiếu là họ luôn sẵn sàng bỏ hết việc riêng tư của mình để có mặt hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy mà gia đình tăng chủ cảm thấy như được chia sẻ những nỗi đau khi phải mất đi người thân, vừa đỡ được phần nào những mệt mỏi do gia đình gặp phải chuyện lớn. Và cũng nhờ những con người vừa có tầm lại vừa có tâm như vậy, cho nên tình làng nghĩa xóm càng bền chặt và gắn bó lâu dài. Gần một giờ sau, chú Bình về đem theo tấm lòng hảo tâm của mọi người. Gặp bác trưởng làng, chú Bình nói: làng ta góp được hơn 15 triệu đó bác. Bác trưởng làng nghe vậy thì đáp: à, tốt quá rồi, cảm ơn mọi người. Rồi bác kêu mọi người tập trung ra bàn việc, bác nói: thưa mọi người, làng ta quyên góp được hơn 15 triệu cộng với 5 triệu của tăng chủ. Số tiền này sẽ trích ra 5 triệu để mua áo quan cho cậu Tường. Số còn lại có lẽ cũng chỉ đủ dùng để lo chi phí cho đám tang. Người chết bị sét đánh thì tốt nhất là đem đi hỏa táng rồi mới về chôn cất, để tránh bọn mộ tặc trộm mộ. Nhưng vì kinh phí có hạn, có lẽ chúng ta không thực hiện được điều đó, nên là phải đem chôn. Tôi muốn mọi người bớt chút thời gian, thay nhau ra canh mộ cho cậu Tường, cho đến khi qua 49 ngày cậu ấy, mọi người thấy thế nào ạ? Một người trong đám liền thắc mắc: sao người bị sét đánh là phải canh mộ, nếu mà không hỏa táng thưa bác trưởng làng? Bác trưởng làng liền trả lời: các cụ ngày xưa có kể lại rằng người bị sét đánh là mục tiêu của bọn trộm mộ. Chúng sẽ đào mộ của người bị sét đánh rồi chặt tay để phục vụ cho việc đi ăn trộm cắp của bọn chúng. Nếu người bị sét đánh chết là nam, chúng sẽ chặt tay trái, còn nữ thì chặt tay phải. Vì vậy mà chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn, cẩn tắc vụ áy náy mà. Với cả giúp người thì nên giúp cho chót, mọi người thấy có phải không ạ? Đám đông im lặng một hồi. Việc canh mộ cho Tường có vẻ như rơi vào bế tắc. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì việc canh mộ cho người chết từ xưa đến giờ chưa hề có tiền lệ ở làng Tam Phú. Và lại đây là việc vô cùng hệ trọng, nên họ phải bàn bạc với gia đình của họ rồi mới quyết định. Trong khi mọi người im lặng chỉ được ánh mắt nhìn nhau, thì Trường bấy giờ lên tiếng: kính thưa bác trưởng làng, kính thưa các cụ hương thân phụ lão, cháu và thằng Miên đây là bạn thân của Tường. Chúng cháu cũng chưa có lập gia đình nên là cũng không có vướng bận gì cả. Nay bạn cháu vắn số, nhà lại neo người, bác Lam thì lại ốm đau quanh năm. Cái việc trông coi mộ bảo vệ cho Tường xin làng ta cứ giao cho bọn cháu. Chúng cháu hứa sẽ làm hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, cũng là để bạn cháu được thanh thản yên nghỉ nơi chín suối. Bác trưởng làng cùng mọi người ai nấy đều mừng rỡ. Bác trưởng làng nói: tốt quá rồi, cái việc quan trọng này giao cho hai cháu. 13 giờ chiều nay tiến hành lễ nhập quan cho cháu Tường, sau đó là tổ chức lễ viếng. Ngày mai chắc khoảng 7 giờ sáng đưa cháu Tường về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mọi người lưu ý cho. Bây giờ là công tác chuẩn bị, mong mọi người cố gắng, cảm ơn mọi người. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, giờ nhập quan cũng đã tới. Khi bác trưởng làng đang ngồi bàn chuyện với một số người thì bà Hiên hớt hải chạy ra rồi lắp bắp: không xong rồi bác trưởng làng ơi, không xong rồi. Bác trưởng làng cùng mọi người vừa đứng dậy, bác hỏi: có cái chuyện gì? Chị bình tĩnh nói tôi nghe. Bà Hiên lúc này liền thuật lại: thi thể của cậu Tường co quắp,
cứng đơ và khô đét, cho vào quan tài rồi mà không thể nào đậy nắp được cả. Mặc dù chúng tôi đã uốn nắn thi thể cho cậu ấy nằm thẳng ra mới cho vào quan tài nhưng mà không có được. Cứ uốn thẳng người cậu ấy ra, nhưng mà khi đậy nắp quan tài thì thi thể cậu ấy lại trở nên cứng đơ, co quắp lại như cũ. Không thể nào mà đóng được nắp quan đó bác. Cứ như vậy đã mấy lần rồi. Tôi đi phụ giúp đám tang trong làng nhiều, chưa bao giờ thấy sự việc như vậy cả. Liệu có phải là điềm báo gì không bác? Mọi người đang nhốn nhau hết cả lên ở trong kia. Bác trưởng làng liền đáp: tôi nghĩ cái điều này cũng là bình thường thôi, chắc không phải điềm báo gì đâu. Tại vì cậu ấy đã bị sét đánh chết, thi thể nằm co quắp quá lâu trong mưa lạnh từ đêm qua đến nay, cho nên cái tư thế đó nó được cố định rồi. Bây giờ mọi người cố nắn cho cậu ấy nằm thẳng bình thường cũng khó. Bây giờ thế này, mọi người hãy đi kiếm một ít lá bưởi, lá na, lá trầu, nói chung là những loại lá có tính nóng, và ít củ gừng đem về rửa sạch, cho tất cả vào nồi nấu lấy nước, rồi lấy nước đó nắn bóp cơ thể cho cậu Tường mềm ra, rồi hãy cho vào quan tài. Bà Hiên liền thắc mắc: nhưng mà tôi thấy lá na mọi người dùng để đuổi tà khí, tránh cho khí lạnh của người chết xâm nhập vào cơ thể, nếu mà dùng lá đó liệu có được không bác? Bác trưởng làng liền giải thích: không có sao, cách đó chỉ áp dụng cho người sống mà dương khí lại đi đến đám ma, đám hiếu mà thôi. Những cái loại lá này còn đun nước tắm rửa cho người chết cũng tốt, không có sao cả. Vì người chết rồi thì xác cũng một nơi, hồn một nẻo. Xác mà không hồn thì cũng chỉ là thứ vô tri mà thôi. Chỉ hãy cho người đi làm ngay những cái thứ mà tôi dặn đi. Nhanh lên cầu trễ giờ đẹp đấy. Bà Hiên nói vâng dạ rồi lật đật chạy đi, đôn đốc mọi người làm theo những gì bác trưởng làng dặn. Mặc dù tiết trời mùa hè oi bức và nóng nực, ai cũng mồ hôi mồ kỳ nhĩ nhại, nhưng họ vẫn nhiệt tình không hề than vãn dù chỉ là nửa lời. Trong hoạn nạn mới biết lòng của nhau, vậy mới biết tình nghĩa của người dân làng Tam Phú này dành cho nhau thật đáng trân trọng. Mọi việc cuối cùng cũng xong, xác của Tường được đặt ngay ngắn nằm trong quan tài. Vậy là khép lại cuộc đời ngắn ngủi của chàng thanh niên chăm chỉ hiếu thuận, và cũng để khẳng định rằng cuộc sống này thật vô thường, sống nay chết mai, chẳng ai có thể biết trước được. Buổi tối hôm ấy hầu hết mọi người phụ giúp đám tang đều ra về, chỉ còn lại Miên và Trường cùng một vài bà hàng xóm bà lại chăm sóc cho bà Lam. Trường ngồi ở bàn uống nước, dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại, trong khi Miên đang nằm ngồi trên chiếc chiếu được trải bên hiên, thì bỗng có một cơn gió lạnh buốt thổi tới, làm cho Trường rét run. Hắn vội vàng chạy vào nhà để tìm chiếc áo dài tay khoác lên người cho đỡ lạnh. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm: quái lạ thật, cái mùa này sao lại có gió lạnh thế chứ. Thế nhưng vào trong nhà tìm mãi chẳng có chiếc áo nào, Trường liền quay ra. Vừa ra đến hiên nhà ngay chỗ Miên đang nằm ngủ, hắn chợt khựng lại, vừa lấy chân đá vào người cổ Miên vừa gọi: Miên ơi Miên, mày dậy cùng tao xem có ai đang đứng thập thọ ngoài cổng kia. Miên đang ngái ngủ bị Trường gọi dậy thì ngóc đầu lên, mắt nhắm mắt mở mà trả lời: làm gì có ai, giờ này làm gì còn ai đến viếng, mày chỉ được cái linh tinh. Nói xong Miên lại nằm xuống ngủ tiếp. Trường thấy vậy thì ngồi xuống bên Miên rồi bảo: ta nói thật đấy, người ta vẫn còn đang thập thò cái kìa, ánh sáng trong này hắt ra không đủ nên là chả nhìn rõ là ai. Nghe vậy thì Miên lại nói tiếp: thì mày ra xem người đó là ai, thì nói xem người đó cần gì. Nhưng mà tao sợ lắm, tao không có dám đi ra ngoài đó một mình đâu. Miên lúc này bực mình quát: đi vào lấy đèn pin ra mà soi, cả ngày này tao mệt mỏi lắm rồi, để tao ngủ cái, rạch việc quá. Trường vào trong nhà lấy đèn pin ra soi, nhưng chẳng có gì, thì bị Miên chửi cho thêm một trận. Bị Miên chửi, Trường chỉ biết đứng nghiêm chịu trận, bởi vì không biết giải thích thế nào cho Miên hiểu, mà chỉ nghĩ trong đầu rằng có điều gì lạ lắm vừa diễn ra. Bà Lam sau một ngày mệt mỏi vì khẩn cổ gọi tên của con, thì cũng được mọi người an ủi và khuyên bà nên nghỉ ngơi sớm để lấy sức hôm sau còn lo hậu sự cho Tường. Đang nằm trên giường lim dim ngủ, bà bỗng ngồi dậy rồi gọi con: Tường ơi, con về với mẹ đâu hả? Về với mẹ sẽ không chịu vào mà đứng ngoài đây, lại đi với mẹ, khổ tận con tôi, một đời vất vả vì mẹ, vậy mà nó chưa lần nào than thân trách phận, để mẹ lấy cơm cho nhanh con.
Mấy bà hàng xóm thấy vậy thì chạy lại an ủi. Bình tĩnh đi chị Lam. Chắc tại chị nhớ con quá cho nên nằm mơ vậy thôi. Chứ chúng tôi có thấy gì đâu. Thôi chị cố gắng nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức. Mai còn làm nốt công chuyện cho cháu Tường. Chú tôi cũng thương cháu nó lắm. Bà Lam vừa lấy vật áo lau nước mắt vừa bảo. Không, nó về thật mà. Nó cứ đứng thập thò ngoài cổng mà không có chịu vào. Cái thằng nó thương tôi nhất. Vậy mà nó về nó lại không chịu vào gặp tôi. Bà hàng xóm ngồi xuống bên cạnh bà Lam ôm lấy vai của bà rồi nói. Chị ơi, cháu Tưởng mất rồi. Sao còn nằm trong quan tài. Vừa chiều nay chúng tôi đã khâm điểm cho cháu. Chính chị cũng thấy mà. Như vậy làm sao cháu Tưởng nó về được chứ? Không, còn tôi còn sống. Nó chưa chết đâu. Nó đang ở ngoài cổng kia kìa. Vừa nói bà Lam vừa chạy ra bên ngoài. Sẽ đến cổng bà đứng khựng lại rồi thất vọng quay trở vào. Vì chẳng có gì ngoài cổng cả. Vừa đi vào nhà bà vừa khóc vừa nói. Vậy là con tôi nó đi thật rồi. Nó bỏ tôi đi, nó chả nói vì tôi câu nào ư. Miền lại bị đánh thức một lần nữa. Ngơ ngác ngồi dậy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lúc này gọi Trường lại rồi hỏi. Ê, có chuyện gì thế mày? Hình như thằng Tường nó về sao ấy. Mày bị điên à? Tường nó chết rồi còn về cái gì? Rõ vớ vẩn. Trường nhẹ nhàng giải thích. Mày có nhớ lúc nãy tao nói với mày, cô ấy đứng thập thò ngoài cổng không? Hình như mẹ thằng Tường cũng thấy. Nhưng mà bà ấy chạy ra lại chả có ai. Cũng giống như trường hợp của tao thôi. Rõ ràng tao thấy có bóng người thập thò ngoài đó mà không có chịu vào. Tao chạy ra xem thì chả có ai cả. Tao nghĩ là thằng Tường đó mày ạ. Miền lấy tay che miệng ngáp rồi bảo. Chắc là hai người nằm mơ, tao chả tin. Trường lại tiếp. Mày có thấy trường hợp nào hai người cùng mơ một giấc mơ giống nhau không? Làm gì có cái trường hợp lạ lùng thế? Thôi chả tranh cãi nữa. Bây giờ ngủ đi, mai dậy còn nhiều việc phải làm đi mày. Sáng sớm hôm sau, mọi người có mặt đông đủ để chuẩn bị đưa Tường ra nghĩa địa. Khi đi được một phần ba quãng đường thì bánh xe tăng bất ngờ bị nổ lốp, khiến cho một bên xe bị nghiêng hẳn đi. Nhất là qua những chỗ sóc có ổ voi ổ gà. Bác trưởng làng lại phải hò mọi người đưa quan tài của Tường ra, rồi cùng nhau khiêng đi nốt quãng đường còn lại. Mọi người đi được một đoạn nữa thì cơn mưa to lại kéo đến. Mưa xối xả khiến cho con đường đất vốn đã khó đi lại càng thêm trơn trượt. Quan tài được khiêng gần tới nơi thì mọi người bất chợt nghe thấy tiếng hô thất thanh của người đi trước nói từ huyệt mộ vọng xuống. Bác trưởng làng ơi, không xong rồi, huyệt mộ bị ngập nước. Bác trưởng làng liền đáp. Không thể nào, nghe chăng làng ta nằm ở gần sườn đồi, vị trí cao so với cánh đồng lúa của làng sao lại có thể ngập nước? Chắc là do mưa to quá mà huyệt mộ ở sườn đồi chắc là nước rút cũng nhanh thôi mà. Quan tài của Tường được đưa lên đến nơi, thế nhưng chờ mãi mà nước dưới huyệt vẫn tràn đầy, không chịu rút đi tí nào, mặc dù lúc này mưa cũng đã tạnh. Bác trưởng làng nóng ruột liền bảo với mọi người. Thôi chúng ta cứ đưa quan tài vào huyệt chôn đi, không chờ đợi nữa đâu. Rồi dùng cái ấn đầu quan tài xuống cho nước ngập vào bên trong rồi lấp đất lại là được mà. Thế là mọi người làm theo lời của bác trưởng làng nói. Một lát sau một người trong nhóm thở dài rồi bảo. Không được đâu bác ơi, quan tài nó như là quả bóng ấy, dùng gậy dí xuống lại cứ nổi lên, như thể nó không ngấm được nước vào bên trong. Cậu Tường này đúng số khổ thật đó, chết rồi mà cũng chẳng được yên thân, làm việc gì cũng chả suôn sẻ. Bác trưởng làng thì vậy thì liền nói. Vậy thì phải tìm cách khác đi. Bây giờ mọi người hãy đi kiếm mấy cái xô sơn đến đây, ta cùng tắt cạn nước trong cái huyệt đó. Xin mọi người hãy nhanh tay lên cho nó kịp giờ. Số đã có, mọi người hì hộp tắt cho cạn nước. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Tường giờ đây đã được mộ yên mà đẹp. Trường và Miên lo đắp mộ cho bạn xong, cũng chuẩn bị đồ để căng cái lán bằng bạt, bắt đầu hành trình canh gác mộ cho đứa bạn xấu số. Đêm này cũng là đêm đầu tiên hai đứa được trải nghiệm cái cảm giác rợn rợn của khung cảnh bãi tha ma mà ít ai được chứng kiến. Và cũng đã bắt đầu cho một chuỗi sự việc kinh hoàng xảy ra do việc làm của hai đứa. Xong chưa? Đi thôi Trường ơi. Chờ nó tí cháu nha,
đang chuẩn bị sắp xong rồi cháu ạ. Trả lời Miên xong, bố của Trường quay vào rồi gọi con trai. Trường ơi, xong chưa con? Miên nó đang chờ ngoài cổng đó. Ra ngoài đó ngủ hai đứa cẩn thận đấy. Tốt nhất là đốt lấy đống lửa gần chỗ hai đứa nằm, xua đi khí lạnh, hay nói chung nó là âm khí đó. Con nhớ dặn thằng Miên nhá. Trường nói vâng rồi chờ bố mẹ để cùng Miên đi làm nhiệm vụ được sao. Ra đến mộ của Tường, Trường liền hỏi Miên. Này, mày có cảm giác gì không Miên? Tao cứ có cảm giác lạnh lạnh sống lưng á, mà hình như có ai đó đang theo dõi mình thì phải. Miên liền đáp. Tao chả thấy gì cả. Chắc do lần đầu mày ra đây vào buổi tối nên có cảm giác đó thôi. Nó đâu rồi, đưa đây cho tao. Trường chưa hiểu Miên muốn nói gì bèn hỏi. Ý mày muốn gì, tao chưa hiểu. Miên liền gắt. Thì nhang chứ còn cái gì. Chiều nay tao bảo mày cầm theo nhang, thế mày không định thắp nhang cho mộ của thằng Tường à? Ờ nhỉ, tao quên bố mất rồi. Mày đúng nè, có vậy cũng quên. Mà mọi khi mày có thế đâu chứ, dặn cái là mày nhớ ngay. Sao hôm nay mày lạ vậy? Trường vừa ngáp vừa đưa tay lên vỗ miệng của mình vừa nói. Chắc là do hai hôm nay bận việc của thằng Tường cho nên vậy. Mà thôi tao đi ngủ đây, ngủ sớm để bù lại mày ạ. Mấy hôm liền chỉ chờ mắt được một chút tao mệt quá. Nói rồi Trường chui vào lán và trèo lên cái giường được làm bằng mấy tấm gỗ kê lên cái khung tre. Miền cũng vội theo Trường lên giường để nằm ngủ. Cả hai thằng đang thiêu thư ngủ thì bất chợt có tiếng mèo kêu ré lên, làm cho cả hai giật mình tỉnh giấc. Miền bực mình rồi chửi. Mẹ kiếp, cái đồ chó chết. Mèo ở đâu mà chúng nó kêu cái gì thế? Làm bố mày giật cả mình. Trường liền đáp. Thì chắc là cái lũ mèo hoang, chúng nó ở đó cắn nhau thôi mà. Miền sờ tay bấm nút nguồn của điện thoại xem mấy giờ rồi nói. Đúng là cái bọn mèo mả gà đồng, yêu nhau cho lắm cắn nhau lại đau. Thôi ngủ tiếp đi, mới cơ gần 12 giờ đêm thôi. Thế là cả hai thằng tiếp tục nằm im cố rũ giấc ngủ. Thế nhưng Trường nằm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, cứ quay bên này lại nghiêng bên kia. Thế vậy Miên liền hỏi. Sao không ngủ được à? Tạo như mày đó, tiền sư cái con mèo mất dạy. Trường trả lời Miên. Chắc là quá giấc mất rồi, khó ngủ quá. Mà tao quên không nói với mày lời bố tao dặn á. Ông ấy bảo là nên đốt lấy đống lửa ở gần lán của tao với mày, để xua bớt cái không khí lạnh lẽo của bãi tham ma. Vậy mà tao quên mất, rõ chán. Miên nghe vậy thì đáp. Lửa với khói cái gì? Mày không cảm thấy khó chịu hay sao? Tao đang thấy oi bức ngột ngạt đây này. Chắc phải vén bớt cái bạt chung quanh lên, để không khí lưu thông cho đỡ nóng bức đi. Chứ cơ thế này tao sắp chảy mỡ rồi. Mà kể cũng lạ thật, lúc mới vào lán ngủ sau không thấy nóng, đến tận bây giờ mới cảm thấy như vậy là sao? Trường liền giải thích. Ta nghĩ lúc mình mới vào đây không khí nóng, vì lúc cái đó là cái lán của mình vẫn để cửa mở, nên là không khí đột được lưu thông. Sau khi mình vào ngủ đóng cửa lán lại đó, vô tình biến nó trở thành cái lồng kín, làm cho nhiệt độ bên trong này không thoát được ra ngoài. Mở lại cái cửa lán là được thôi, không cần phải vén bạt lên đâu. Mày cứ nằm đó để tao mở cho. Nói rồi Trường liền đi ra mở cửa lán. Vừa mở cửa lán, Trường đã bất chợt kêu toáng cả lên. Trời đất ơi, cứu! Vừa kêu Trường vừa chạy lại kéo tay của Miên. Miên vội đỡ lấy Trường. Cái gì đây? Ma cỏ đâu mà mày kêu toáng lên thế? Đừng có làm tao sợ. Trường vẫn đang thở hổn hển vừa nói. Khi mà tao mở cửa ra, xem cái bóng trong mờ mờ, thấy một cái cặp mắt xanh lè. Nó ở ngay đầu mộ của thằng Tường á. Nó nhìn tao chằm chằm đó. Mày ra xem thế nào. Miên nghe vậy thì mon men lại gần cửa lán. Trong cái cảnh mờ mờ của ánh trăng chỉ làm tăng thêm cái vẻ rợn người của những bóng cây bụi cỏ mọc bên cạnh ngôi mộ ở phía xa. Nhìn về mộ của Tường cách cái cửa lán của Trường và Miên chừng 5-6 mét, Miên quay lại rồi hỏi Trường. Ta có thấy gì đâu, mày chắc quáng gà. Trường nghe vậy thì quả quyết. Sợ tao thấy cái cặp mắt xanh lè nó ở ngay đầu mộ của thằng Tường mà. Nhầm thế nào được. Trong cái lán này tối hơn bên ngoài, nên tao chắc chắn là không thể nhầm. Nếu như mắt của mình đang ở ngoài sáng nhìn vào bóng tối thì còn bảo nhầm được chứ, cái đằng này. Miên thấy vậy thì cũng có chút nao núng, liền cắt ngang giọng của Trường. Được cái đèn pin đi xem nào. Mà mày ra đây luôn cùng tao đi.
Trường vớ vội cái đèn pin để ở đầu giường, rồi đi ra chỗ Miên đang đứng, soi đèn pin vào mộ của Tường. Thế nhưng chẳng có gì thì liền thắc mắc. Lạ nhỉ? Hay là hai cái con khỉ á? Mày đừng có bảo tao là mày nhìn thấy ma nhá. Đi, tao với mày đi ra chỗ đó xem thế nào. Nhưng tao những cái con khỉ đó, mẹ cứ đứng ở đây hay là cả. Nhưng mà chỉ tổ làm thêm sợ thôi. Tốt nhất là tao với mày để cùng ra xem, đỡ phải thắc mắc nhiều lắm cái gì. Nói đoạn cả hai thằng dắt nhau ra chỗ mộ của Tường. Vừa đi Trường vừa níu cánh tay của Miên. Miên lúc này cũng đang cảm thấy hoang mang lo lắng. Thế nhưng thấy hành động sợ sệt của Trường, hắn cố tỏ ra liền mỉa mai. Sao ấy, mày sợ à? Có cái chó gì mà mày sợ? Tao tin trên đời này chả có ma quỷ. Đã chết nhát lại còn đòi xung phong ra trong mộ cho bạn, đúng là cái thằng sĩ diện hão. Ra đến mộ, Trường dùng đèn pin soi đi soi lại, vẫn chẳng có gì. Miên nói, đấy mày thấy chưa, tao đã bảo là không có cái gì cơ mà. Mộ của nó chỉ toàn vòng hoa người ta đến viếng. Mày đúng là cái thần hồn nát thần tính. Có khi do tâm lý sợ hãi của mày á, tưởng tượng ra mà thôi. Miên vừa dứt lời thì bỗng có tiếng động ngay ở dưới chân. Rồi có một cái bóng đen nhanh như cắt phi từ trong mộ của Tường ra ngoài. Trường vội vàng ôm chặt lấy tay của Miên, lấy ánh đèn pin theo cái bóng. Thì hóa ra đó là một con mèo đen sì to tướng. Chạy được một đoạn, nó đứng lại quay đầu Trường vào Miên, rồi lững thững chạy lên mấy ngôi mộ gần đó rồi mất hút. Miên điên tiết rồi chửi, mẹ tiên sư cái con mèo chết tiệt. Tao mà tóm được mày á, ta là món mèo xào rau má đó, làm bố hết cả hồn. Trường lúc này thở phào rồi nói với Miên, ta biết cái đôi mắt xanh lè tao nhìn thấy nó ở đâu rồi. Trên là mắt con mèo lúc nãy đó, nó nằm trên mấy cái vòng hoa này này. Mày xem đi, vòng hoa này cắm sát nhau thế này, chính là chỗ lý tưởng cho con mèo nó nằm đó. Miên liền thắc mắc, nhưng sao mắt của nó lại xanh lè? Trường liền đáp, là do mắt của nó phản chiếu ánh trăng. Mày cũng biết mắt loài động vật họ mèo á, nó phản xạ ánh sáng rất tốt trong đêm cơ mà. Chính vì lúc đó nó vừa quay lại nhìn tao đó, tao mới biết cặp mắt xanh lè nó nhìn tao lúc mở cửa là của nó đấy. Thôi, quay vào ngủ tiếp đi. Thế là cả hai lại lục tục kéo nhau trở vào trong lán. Thế nhưng nằm mãi không ngủ được, Trường lúc này thở dài rồi bảo, cái kiểu này khéo thức đến sáng thôi mày ạ. Miên liền đáp, mà có khi á mày phải đem theo cái màn thôi, tao thấy lắm muỗi quá, chỉ nghe tiếng vo ve thôi cũng đã chả ngủ được. Nhưng lúc như thế này giá như có vài cái chân chó nướng nhậu thì biết mấy. Hay là mày ở đây tao đi mua nhá. Nghe thấy giọng điệu nửa đùa nửa thật của Miên, Trường liền gắt, mày điên à, có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Ai nửa đêm còn bán thịt chó cho mày giờ này? Mà kể có bán thì tao cũng đâu dám ở đây một mình đâu, sợ chết được. Miên cười hề rồi nói, tao đùa mày thôi. Giờ này á mà có cho tao đi mua, một mình đi qua mấy cái ngôi mộ hai bên đường tao cũng xoắn lắm. Mà cũng tại mày đó, tự dưng ôm rơm giọng bụng, đêm tối lại nhận đi ra ngưỡng nghĩa địa ngủ. Trường nghe vậy thì liền phân bua, thì tao với mày là bạn thân của thằng Tường, nhà nó chỉ có hai mẹ con, mẹ nó ốm đau quanh năm mày cũng biết con gì. Bây giờ mình không giúp nó thì còn ai vào đây? Với cả bọn mình chứ có gia đình chả vướng bận gì, làm cái việc gì cũng là hợp lý thôi mà. Đêm đầu tiên thì thế chứ vài hôm nữa sẽ quen. Mà nhắc đến chuyện gia đình tao mới nhớ này, thế cái chuyện tình yêu tình báo của mày với Thảo con nhà bà Mậu Bính thế nào? Miên nghe vậy thì đáp, chả đến đâu cả, tao chỉ xác định yêu qua đường thôi mà. Mình còn trẻ vội vàng làm chi trách nhau bạc tình, cứ ăn chơi thoải mái đi, vợ con gì sớm. Người ta bỏ trả được mình lại ôm vào chi cho nó mệt sắc. Trường lại hỏi tiếp, mày nói thật hay đùa đấy? Mình còn trẻ, gần 30 rồi đó ba. Tao chỉ tiếc là chưa có người yêu, chứ có tao cũng quất rồi. Lấy vợ muộn lúc cha già con cọc vất vả lắm. Thật thấy cái mối của mày cũng được đấy. Miên liền đáp, tao nói cho vui thôi, tao muốn lấy vợ lắm chứ. Nó con nhà giàu lại là con một, bố mẹ nó chết để lại đống của cải cho nó ai chẳng ham. Nhưng mà tao phân vân nhất chính là cái nhan sắc của nó. Nhan sắc của nó thì làm sao? Miên liền trả lời,
Mày không thấy nhan sắc của nó xấu vượt trội so với đám con gái làng mình à? Gò má cao này, mắt xếch này, mũi hếch này, mồm ngoác lên tận mang tai. Trong khi đó tao thì đẹp trai người người thế này, lấy nó về còn gì là thể diện của tao. Mỗi khi mà cùng nó đi gặp bạn bè hoặc người thân. Nghe Miền nói vậy, Trường liền gắt. Thôi thôi thôi, tao lạy mày. Mày thì có cái đếch gì ngoài cái vẻ ngoài cũng chỉ tầm thường so với người ta. Suốt ngày lông bông chả chịu làm ăn. Tao mà là nó còn lâu tao mới chịu mày. Đừng có nói là yêu. Con người ta có thể diện khi mà có nhiều tiền thôi. Còn như mày có cái đếch gì ngoài trên răng dưới cắt tút. Miền nghe vậy thì đáp. Nhưng mà nó xấu bỏ mẹ ra. Tôi ngủ lỡ mà có thức dậy giữa đêm, nhìn nó lại tưởng là nằm ngủ với ma, với quỷ, có mà chết. Suốt ngày tôi nhìn thấy nó đêm về gặp ác mộng. Trường nghe vậy thì điên tiết. Mày đúng là ếch ngồi đáy giếng, chậm cập nhật thật. Suốt ngày ôm cái điện thoại chả biết cái mẹ sất gì. Cái thời buổi này y học nó phát triển vượt bậc rồi. Chỉ cần có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ thì nở cũng hóa thành tiên. Nguyên liền đáp. Tao chả biết thị nở nó xấu tới mức nào, nhưng mà người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ phẫu thuật làm liên tục cũng chỉ 6-7 tiếng là xong. Còn con Thảo này bác sĩ phẫu thuật cho nó liên tục 7 ngày chả xong. Như thế thì người ta mới đặt cho nó cái biệt danh là Thảo Há chứ. Trường nghe bạn nói vậy thì vẫn găng. Mày cứ nói quá. Nó tuy có xấu thật nhưng mà làm đích gì đến cái nỗi đấy. Như thế mày vẫn chê nó được chứ gì. Mày hãy xem lại bản thân mày trước đi. Mà thôi, đây là việc của mày. Mày muốn làm thế nào thì mặc xác mày. Ta là bạn của mày cũng chỉ góp vài lời như vậy đó. Thôi, bây giờ đi ngủ đi. Miên liền dịu giọng. Mày đã nói vậy thì để tao suy nghĩ thêm. Cảm ơn mày đã quan tâm nhé. Chính tao cũng chẳng nghĩ ra có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ được cơ đấy. Câu nói này của Miên đã ngầm xác nhận rằng hắn sẽ tiến tới với Thảo Há. Buổi tối đầu tiên của Miên và Trường khi ngủ ở nghĩa địa trong mộ cho tường đã trôi qua như vậy. Và đêm tiếp theo vẫn trôi qua trong sự yên bình. Trường và Miên lúc này đã quen với khung cảnh của bãi tha ma buổi đêm. Đến buổi chiều tối của đêm thứ sáu, cả hai thằng hẹn nhau bù khú ở quán thịt chó. Miên thì muốn uống tới bến nhưng Trường lại ngăn lại rồi bảo. Hôm nay uống thế thôi mày ơi. Hôm nay ra đây uống chủ yếu cho nó đỡ nhớ cái không khí và cái mùi của thịt chó quán này thôi. Thì nữa còn phải làm nhiệm vụ đấy. Mà uống như thế cũng ngà ngà rồi còn gì. Miền nghe vậy thì hỏi. Mấy giờ rồi mày? Trường lôi cái smartphone trong túi quần giơ lên cho Miền xem giờ. Xem xong Miền bảo. Còn gần 20 phút nữa mới đến 8 giờ tối. Hỏi thêm tí nữa đến 8 giờ thì về. Chứ giờ đó sớm quá chả có gì mà chơi. Ngồi trong lán cũng ngột ngạt. Thế là hai thằng lại cứ ngồi đợi thêm 20 phút ở quán thịt chó cho đến đúng 8 giờ tối mới lục tục đứng dậy ra về để đi thẳng ra nghĩa địa trông mộ cho tường. Hai thằng vừa đi vừa khoác vai nhau tán chuyện phiếm. Khi ra đến gần nghĩa địa thì bất chợt Trường lay tay của Miên rồi thì thào. Này, mày có thấy cái gì thấp thoáng ở đằng kia không Miên? Miên cô nhấn cặp mắt buồn ngủ và men rượu nhìn lên rồi hỏi. Cái gì là cái gì? Ta có thấy gì đâu. Mày mới uống con tí rượu mắt đã hoa lên hả? Mày nhìn cho kỹ đi. Cái đây khoảng 450 mét ở bên trái đường. Ngay bên cái bờ rào có cái bóng đen đang lơ lửng lúc ẩn lúc hiện đó. Miên liền nói. Mày đưa đèn pin ra xem nào. Trường liền gắt. Hôm nay đi uống rượu ra đây luôn. Có đem đèn pin đâu mà theo. Mà sáng trăng thế này mày không thấy thật à? Thôi đi thêm đoạn nữa xem thế nào. Đi thêm một đoạn khoảng 20 mét nữa, lúc này Miên chợt khựng lại rồi bảo Trường. Ừ, đúng là có bóng đen, nhưng không biết nó là gì. Hay là... Trường lúc này run như cầy sấy, bởi lẽ từ lúc phát hiện bóng đó, cả đã không muốn rời khỏi mắt. Nghe thấy Miên nói hay là, Trường lại liên tưởng Miên bảo hay là cả hai cùng quay về, cho nên Trường liền bảo. Hay là mình quay về á? Vì tao nghe nói người ta bảo là bóng trắng là ma, bóng đen là quỷ đấy. Miên nghe vậy thì nói. Mày bình tĩnh đi. Thật thế mày sợ quá mụ hết cả đầu đó. Ma quỷ cái chó gì. Biết đâu có đứa nào cố tình dọa bọn mình để bỏ về cho bọn nó trộm thằng Tường hay sao. Mày kiếm cho tao hòn đá. Trường liền thắc mắc. Để làm gì. Mày cứ kiếm đi.
đá nhỏ nhỏ gần bằng nắm tay thôi, rồi ném về cái bóng đen đó xem có hiện tượng gì không. Thế là hai thằng lúi húi nhặt đá ném về bóng đen, vừa ném Miên vừa hét: này thì ma này, này thì quỷ này, để xem mày dọa được ai. Ném đến lần thứ ba thì có tiếng bộp phát ra, Miên liền nói: ta ném trúng nó rồi đó, mày thấy chưa, chỉ là cái vật gì đó thôi, chứ là ma quỷ đó thì mình làm gì ném được nó. Đi, tao với mày lại đó xem là thứ gì, nhanh lên. Là đến nơi thì Trường bật đèn flash lên soi xem nó là gì. Miên liền quát: mẹ tiên sư nhà nó, hóa ra nó chỉ là cái áo mưa chết tiệt đứa nào nó đeo ở đây, thế mà làm bố mày cứ tưởng. Trường liền hỏi: mày cũng tưởng ma quỷ à? Tao tưởng mày không tin. Miên liền đáp: thì mày cứ tưởng tượng xem đi, trong cái hoàn cảnh và tình huống này á, cái thằng gan dạ nhất khéo cũng đái cả ra quần á. Mày đã sợ đến rồi tao cũng sợ nữa, bộ thằng tưởng ai trông. Trường liền đáp: công nhận hôm nay mày vừa bình tĩnh vừa thông minh thật đó, sáng suốt hơn thường lệ. Tất cả là nhờ rượu đấy. Mà kệ, lạ thật, sao cái áo mưa này lúc ẩn lúc hiện như vậy được nhỉ? Trường tặc lưỡi đáp: tao vừa mới khen mày thông minh xong, bây giờ mày lại hỏi một cái câu ngu thế. Cái áo mưa nó được treo ở đây lúc ẩn lúc hiện phải thôi. Này nhá, khi mặt trước và mặt sau của cái áo mưa, nói chung là hai cái mặt ấy nó to, nó quay về phía của mày thì mày nhìn thấy nó. Còn khi cái mặt bé tí là hai cái bên cái tay áo này nó quay về phía mày đó, mày ở xa mà ánh sáng không có đủ thì mày khó nhìn thấy thì cũng phải thôi. Miên nghe vậy hỏi: nhưng mà mày có thấy nghi không, khi mà tự dưng ai đó lại treo cái áo mưa này như là để dọa bọn mình vậy? Để ta xem nào. Nói đoạn Trường lại giơ cái điện thoại xoay xuống đất bới bới rồi nhặt cái gì đó đưa lên cho Miên rồi bảo: cái nương lạc này mới trồng hôm nay nên chắc là người ta treo áo mưa lên làm bù nhìn đuổi chim, chỉ là trùng hợp thôi chứ người ta chẳng có ý dọa mình đâu. Thôi đi lên lán đi, ta thấy buồn ngủ quá rồi đấy. Tuy Trường nói là buồn ngủ, thế nhưng nằm mãi quay bên này bên kia mà vẫn chẳng thể nào chụp được mắt. Bị quá, hắn lại lôi điện thoại ra xem cho đến gần nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt hắn ngồi bật dậy, tay vung mạnh đập vào mặt của Miên, mồm hét lớn: Ma, cứu tao với. Miên đang ngủ bị cánh tay của Trường vung vào mặt, vừa đau lại vừa tức. Miên liền chửi: mẹ cái thằng chó này, là cái gì nữa vậy? Trường thở hổn hển rồi đáp: tao vừa gặp ác mộng. Ác mộng cái con khỉ đó. Nghe chuyện mà nó ít thôi. Mẹ nhà mày đã nhát chết được con bây đặt nửa đêm đi nghe chuyện ma. Trường nghe vậy thì liền phân bua: mày cũng biết là uống rượu vào tao khó ngủ mà, đầu đau nên tao phải nghe chuyện cho nó dễ ngủ thôi. Và là cái kênh chuyện này do mày giới thiệu cho tao chứ ai. Mình lại càng gắt: thì đúng là như thế, nhưng mà mày cũng phải biết lựa thời gian và địa điểm để nghe chứ. Tao chưa thấy cái thằng nào đem chuyện ma ra giữa đêm ở ngoài nghĩa địa nghe như mày đó. Đã vậy lại còn giật mình vung tay vào mặt của bố mày, đau chết đi được. Đúng là cái thằng củ chuối. Thôi tao xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của mày. Thôi nằm xuống ngủ đi, hôm nào tao mời mày bữa nhậu thịt chó, được không? Miên không nói gì mà nằm xuống ngủ tiếp. Thế nhưng vừa ngủ thêm được một lúc, Miên lại bị Trường làm phiền. Vừa lay lay vai của Miên, Trường liền khẽ hỏi: Miên ơi Miên, mày còn thức không Miên ơi? Nhưng vẫn còn bực tức chuyện vừa rồi, Miên lại hộc tộc rồi nói: hai chuyện gì đấy? Trường nghe vậy thì đáp: này, mày thử nghe xem, hình như là có tiếng ai đang kêu cứu phải. Miên nghe vậy thì quát: đã bảo là mày đừng có nghe nhiều chuyện ma nữa đi, mày nghe nhiều chuyện quá đâm ra bị ám ảnh rồi đấy. Trường nghe bà nói như vậy thì đáp: nãy giờ tao có nghe đâu, mày nghe cho kỹ xem vào. Nói đoạn cả hai cùng im lặng lắng nghe. Trong màn đêm tĩnh mịch xen lẫn với tiếng dế kêu và tiếng của người nào đó vọng lại, lúc được lúc mất. Cứu tôi với, xin các ngài hãy tha cho tôi. Lúc này Miên mới quay qua nói với Trường: ở đây, hình như là tiếng kêu của một người con gái đấy. Trường liền hỏi: sao lại có tiếng kêu của người con gái ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Hay là đưa đèn pin đây, tao với mày cũng đi xem thử, ngồi đây đoán giò đoán non giải quyết được cái gì. Trường liền đáp: hôm nay đi uống rượu thịt chó tao quên, không có đem đèn pin,
Mày hỏi lắm thế, lần thứ hai rồi đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào? Hay là thôi cứ ở đây không có ra? Nói xong cả hai thằng án binh bất động. Nhưng tiếng kêu cứu đó ngày một lớn dần, cứ văng vẳng bên tai của Trường và Miên, làm cho cả hai gã không ngồi yên, để đến quyết định cùng nhau tiến về phía phát ra tiếng kêu. Mặc dù không có đèn pin, nhưng ánh trăng khá sáng cũng làm giảm bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng của cả hai thằng. Đang lò dò tiến lại thì bất thình lình nhảy bồ từ trong bụi cây ra một bóng đen sì với gương mặt có đôi mắt đỏ ngầu, trên tay cầm chiếc gậy. Vừa vung gậy lên, chiếc bóng đen vừa quát giọng mỗi lúc một gần hơn. Hai thằng mày phải chết. Cứu tôi. Vừa kêu cứu vừa quay đầu chạy thục mạng, cả hai thằng mặt cắt không còn giọt máu. Đằng vắt chân lên cổ mà chạy thì bất ngờ cả Miên và Trường đều nghe tiếng cười lớn ở đằng sau. Đúng là hai cái thằng nhát chết, thế mà cũng đòi bày đặt đi trông mộ cho bạn. Ngay đến đây, cả Miên và Trường đều cắm đầu cắm cổ chạy chối chết, đều dừng lại. Miên quay sang nói với Trường. Này, cái tiếng ai mà nghe quen vậy mày? Hình như là tiếng của thằng kiếm nát. Tạo thì thế. Đi, bọn mình lại cho nó một trận mẹ cái thằng chó. Nói rồi cả hai cùng lao lại chỗ của kiếm nát. Kiếm lúc này cũng đã bỏ lớp ngụy trang. Nhìn thấy kiếm, Miên liền lao đến, đưa tay túm cổ kiếm rồi miệng chửi. Mẹ cái thằng chó này, mày làm cho bọn bố mày chạy đứt dép. Mày hết trò sao mà nửa đêm ra đi dọa bọn bố mày thế? Kiếm vừa giữ tay của Miên vừa nói. Ê, bình tĩnh thằng bạn. Tao không ngờ là chúng mày lại nhát gan vậy đâu. Chả gì thì cũng lâu không có gặp, cho nên là hôm nay tao ra thăm chúng mày. Trường nghe vậy thì hỏi. Nửa đêm mày mò ra nghĩa địa, cả bọn tao chắc không phải để chơi chứ. Có chuyện gì mày nói mẹ đi. Kiếm nắt điện trả lời. Đi lại lán của bọn mày rồi nói. Cái việc quan trọng tao muốn bàn với cả hai. Thế rồi cả ba thằng cùng quay trở lại lán. Ổn định xong chỗ ngồi, Kiếm bắt đầu câu chuyện. Mấy hôm nay ngồi ở quán nước của bà Hinh ở làng bên ta vô tình biết được cái chủ tiệm vàng năm học sắp về quê khoảng 10 ngày. Nhà cửa bỏ không, chỉ có mỗi thằng cháu bên nhà vợ lão trông nom thôi. Tao định dù chúng mày làm một mẻ, chúng mày thấy thế nào? Trường liền hỏi Kiếm. Mày cũng mới chỉ ra tù ít bữa, sao mày biết nhà lão ta sắp về quê? Mà nhà lão ấy giàu như vậy, chẳng nhẽ không có hệ thống máy quay an ninh? Kiếm liền đáp. Thì ra tù hôm trước hôm sau tôi đến quán bà Hinh ngồi mà. Ta bám rễ cả ngày ở quán của bà ấy để theo dõi. Nói thật với chúng mày nha, nhà của lão năm học toàn đang ngắm từ lâu, mày chưa có cơ hội ra tay. Hồi quán của bà ấy được vài hôm, mãi hôm nay cái thằng cháu lão Nam vô tình ra uống nước. Nó nói chuyện với bà Hinh như vậy ta mới biết mà. Đúng là càng giàu càng ki bo. Nhà lão lắp máy quay chỉ để cho có và hù dọa mọi người thôi, chứ hệ thống máy quay nhà lão toàn đồ giả. Biết bọn mày ở đây đêm nay nên ta lập tức tìm chúng mày để bàn chuyện. Miên nghe vậy thì nói. Từ trước đến giờ bọn tao trần cắp vặt thôi, chưa bao giờ dám nghĩ làm vụ nào lớn như vậy. Mà làm thế nào để đột nhập vào nhà lão ấy? Nhà lão kiên cố vậy mà, mày có chắc là thành công? Trường chân vào rồi nói. Mà giả sử có thành công đi nữa, ăn cắp vàng cũng khó mà tiêu thụ được. Không cẩn thận công an nó tóm đấy. Vụ này ta thấy không khả thi, mời mày đi tìm mối khác mà ta chịu. Kiếm liền đáp. Bọn mày quên tao là chuyên gia mở các loại ổ khóa hả? Ta đã từng đi tù về nó cơ mà. Mà ai bảo bọn mày ăn cắp vàng? Nhà lão ấy ngoài vàng thì tiền mặt có cả kho. Mình chỉ lấy nguyên tiền mặt thôi, cũng đủ ăn nhậu xả láng đến hết đời đấy. Lấy tiền thì mình chỉ việc tiêu thôi, không cần phải lo đem bán vàng đâu, ta tính cả rồi. Miên nghe thích như vậy hợp lý, cho nên có vẻ siêu lòng. Thế kế hoạch của mày thế nào? Kiếm liền đáp. Mai là nhà lão Nam sắp về quê, tao định tối ngày kia sẽ ra tay. Nhưng mà để làm việc này tao cần một thứ. Trường nghi ngờ bèn hỏi. Mày đừng có nói là cần bàn tay sét đánh nha. Kiếm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề trả lời. Thì đúng là như vậy, tao cần bàn tay sét đánh của thằng Tường, cho nên ra đây để gặp bọn mày. Trường lúc này hỏi lại. Vừa nãy mày chả bảo là nhà lão về quê hết hay sao? Thế còn cần gì bàn tay đó để làm gì?
Kiếm liền đáp: nhà lão về quê hết, nhưng vẫn còn thằng cháu ở đó trong nhà. Với cả nếu như có được bàn tay sét đánh thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Mọi việc mình làm sẽ không để lại một dấu vết gì cả. Sư phụ của tao bảo như vậy. Chúng mày chỉ cần đồng ý, mọi việc để tao lo. Chúng mày thấy thế nào? Cả Miên và Trường nghe vậy thì im lặng không nói. Nhưng thấy biểu hiện của Miên có vẻ đã xuôi, Kiếm liền bảo: thôi, chắc là chúng mày cần thời gian suy nghĩ. Đây là số điện thoại của tao. Miên cầm lấy mà lưu vào, có gì báo tao biết. Cả một đống tiền tha hồ mà tiêu đấy. Nói xong thì Kiếm ra về. Chờ Kiếm về một lúc, Miên lúc này hỏi Trường: mày thấy thế nào hả Trường? Riêng tao thấy vụ này hay ho đấy. Trường liền hỏi lại: không, mày định hợp tác với cái thằng chuyên dính Liên Hoàn Phốt này chứ? Miên liền thắc mắc: Liên Hoàn Phốt là như thế nào? Trường liền trả lời: thì mày không thấy nó liên tục ra tù vào khám mà. Lần ra tù này lần thứ tư của nó rồi đấy. Thằng này nó ăn cơm tù có khi còn nhiều hơn ăn cơm nhà của nó. Miên liền đáp: mặc kệ cho nó ăn cơm ở đâu ta không cần biết, chỉ cần biết là nó đem tiền đến cho bọn mình là được. Trường liền gắt: nhưng mà nó còn muốn cả cái tay của thằng Tường. Như vậy mà mày cũng đồng ý được hả? Tao là tao không có đồng ý đâu. Thằng Tường nó là bạn của mình. Hơn nữa mình đã nhận ra đây trông mộ cho nó, mình phải trông cho tử tế. Ai lại làm như vậy? Miên liền đáp: mày bình tĩnh đi. Tao cũng biết là như vậy, nhưng mà không làm như vậy lấy tiền đâu ra mà tiêu. Bọn mình sắp 30 cả rồi, cần phải có chút vốn để đổi đời chứ. Nếu vụ này mà chót lọt thì tao bỏ quách con Thảo há, đi kiếm con khác vừa xinh hơn, lại vừa đỡ mang tiếng là đào mỏ. Với lại mày nghĩ xem, mẹ thằng Tường bây giờ cũng đã già rồi, lại nay đau mai ốm. Nếu có tiền tao vào mày sẽ lo được cho mẹ nó phần nào, hoặc là thuê lấy bà ô xin chăm sóc mẹ nó, coi như mình chuộc lỗi với nó. Mày thấy sao? Trường tuy là một đứa ham chơi, thế nhưng không phải gã không có tình người, cho nên nghe đến đây Trường đã hoàn toàn bị thuyết phục. Gã bèn hỏi lại: Mày nói thật chứ? Miên liền đáp: ô hay, cái chuyện hệ trọng như vậy chả nhẽ tao đùa. Mà lúc đấy không chỉ có mình tao có tiền đâu, mà là cả ba thằng đều có. Tao mà không lo được cho mẹ thằng Tường thì còn mày cơ mà. Thế nha, để tao gọi cho thằng Kiếm Nát báo cho nó một câu. Mày gọi báo cho nó, tiện thể hỏi luôn khi nào tiến hành quật mộ. Nghe vậy Miên liền rút điện thoại gọi cho Kiếm. Mất một lúc im lặng thì vì ngạc nhiên và để cho Miên nói hết, Kiếm mới trả lời điện thoại. Kiếm vừa cười vừa bảo: ta không nghĩ chúng mày lại bàn nhau nhanh vậy đâu. Còn cái việc kia thì đêm mai mình tiến hành. Yên tâm đi, mọi thứ ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Mà chúng mày cứ ra trông mộ như bình thường, kẻo người ta khỏi nghi. Có gì thay đổi ta sẽ báo cho bọn mày biết. Ok, bye. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.